Xin chào mọi người, hôm nay là mùng 4 tháng 4 năm 2022. Hôm nay thì em giới thiệu tới mọi người về cái cách lắp đặt và cài đặt cho cái biến tần bám tải Sun 1000 nhé. Con này thì bán nhiều nhưng hôm nay thì em rảnh rỗi em làm một cái video gửi tới mọi người về cái cách lắp đặt và điều khiển làm sao cho nó phù hợp và sử dụng với cái tải của nhu cầu của gia đình mình. Về con Sun 1000 này thì nó sẽ có hai cái quạt hút bụi ở đây mọi người nhé. Máy thì sản phẩm sẽ được bảo hành 1 năm, bảo hành tại trung tâm bảo hành thành phố Hà Nội. Đấy là sản phẩm bên em bán. Thì với những bác nào mà không bảo hành, không cần bảo hành mà muốn sửa dịch vụ thì bên em có sửa dịch vụ. Đấy. Còn sản phẩm mới thì trong vòng 1 năm thì chắc chắn là nó không hỏng đâu. Dòng Sun này thì nó có quạt, nó giống như Lux Power, giống như Segatech, đều có quạt gió làm mát. Quạt gió này thì khi nhiệt độ của cái tấm nhôm ấy, nó lên tới, hiện tại đang là 48 độ C này. Khi nó lên tới 55 độ thì bắt đầu quạt nó sẽ quay nhé. Quạt nó sẽ quay theo tải và quay theo nhiệt độ càng cao thì quay càng mạnh và tải càng cao quay càng mạnh. Bình thường tải vài trăm watt như này, nhiệt độ nó chưa đạt thì nó có thể quạt nó sẽ không quay. Đấy. Để kết nối cho nó thì mọi người sẽ sử dụng là cắm điện vào đây. Trên máy này thì cầu chì nó nằm ở trên cái dây kết nối nhá, dây cắm điện AC cho nó. Đây là máy hòa lưới thì bắt buộc là phải có điện lưới thì máy mới chạy, không có điện lưới máy sẽ không chạy. Khi rút điện lưới ra, đây. Ví dụ mọi người rút điện lưới ra là máy sẽ mất điện hoàn toàn như này. Nguồn nuôi cho máy là sử dụng từ điện lưới chứ nó không sử dụng từ tấm pin năng lượng mặt trời hoặc từ ắc quy. Nên khi mất điện lưới máy sẽ không hoạt động được. Đấy, đây là con Sun 1000 đây. Để nó hoạt động được thì mọi người, việc đầu tiên mọi người phải cấp điện lưới cho nó thì bắt đầu máy nó sẽ lên. Về cái phần bám tải nhá, phần bám tải thì dây bám tải thì mọi người này, cái CT bám tải thì mọi người sẽ kẹp vào cái dây điện từ cột điện vào nhá. Kẹp đúng chiều nhá, nếu mà kẹp sai chiều máy nó sẽ không chạy. Như thế nào là đúng chiều và như nào là sai chiều thì em sẽ chỉ luôn. Về cái cổng kết nối đằng sau thì ở đây thì chúng ta sẽ kết nối trực tiếp tấm pin năng lượng mặt trời vào đây. Nhớ là kết nối dương âm cho nó đúng nhé. Và khi kết nối là mọi người phải sử dụng automat nhé, để tránh trường hợp nó bị đánh lửa. Đấy. Mọi người sử dụng automat, mua cái automat nắp vào. Đấy, và tiếp theo ở đây là có hai cái cổng vào ra này thì chúng ta sẽ vặn cái CT vào cái cổng này. Cổng nó có chữ in này nhé. Đây này. Đây, cổng nó có chữ in này. Inter. Đấy. Nắp CT vào đây. Và máy lần đầu tiên mua về thì mọi người sẽ cảm thấy nó có một cái mùi lạ, đó là cái mùi nhựa và mùi của keo. Đấy. Chạy khoảng 2 đến 3 ngày máy sẽ tự hết mùi. Đấy. Mới đầu máy chạy lên mà bắt đầu nó nóng lên nó sẽ có mùi keo. Và cái mùi keo này nó sẽ có, nó kiểu dạng không phải là khét đâu, nó là mùi keo với cái mùi ở bên trong ấy, trong máy ấy. Cái mùi của cái lớp sơn cách điện ấy. Đấy, mình gọi là mùi của lớp sơn cách điện. Thì nó sẽ chạy lên mà nó sẽ khoảng 1 đến 2 ngày đầu là nó sẽ hết nhá. Nếu như mọi người lắp trong phòng kín, mọi người sẽ cảm thấy mùi rất là rõ rệt. Còn khi mà không lắp trong phòng kín thì lắp ở môi trường thoáng mát thì là sẽ không ngửi thấy mùi. Đấy, một số bác thì bảo về là nó có mùi khét khét mà không phải mùi khét đâu. Đây là mùi của cái sơn cách điện ở bên trong máy. Nhiệt độ của máy hiện tại đang lên tới 50 độ C rồi nhưng mà quạt của máy nó chưa chạy nhé. Thời điểm này đang là 23 giờ 37 phút ngày mùng 3 tháng 4 năm 2024. Em đang quay vào, đây bây giờ là hơn 11 giờ mất rồi. Hàng nó mới về thì tiện cũng quay cho mọi người luôn. Cái con Sun này của bên em đang bán là model Sun 1000 này, G trừ Sun này. Điện áp từ 22 đến 65V. Tức là mọi người có thể sử dụng cho hệ ắc quy 24V, hệ ắc quy 48V. Điện áp hầm, điện áp tối đa là 65V, tức là nó sẽ sử dụng trực tiếp được cho các tấm pin năng lượng mặt trời 100W, 200W và những tấm pin 550W vẫn hoạt động bình thường. Nhưng mà chỉ sử dụng một tấm thôi nhé. Những tấm to chỉ sử dụng một tấm hoặc hai tấm đấu ở dạng là đấu song song. Làm sao mà cái điện áp đầu vào nó không quá 65V, nếu quá 65V thì nó sẽ bị lổ tụ. Còn khi sử dụng hệ ắc quy thì mọi người có thể sử dụng hệ ắc quy 24V, hệ ắc quy 48V. Hiện tại em đang sử dụng hệ ắc quy, đây là hệ ắc quy 48V lithium. Và điện áp hiện tại đang là 50,8V. Đây, sử dụng từ cái bộ ắc quy này.
Ở đây thì có điện áp lưới đang là 237,9V và đang mua điện là 6W này. Còn đây là đang bám tải đây. Bám tải đây. Điện thì nó luôn luôn dao động, cái công suất bám tải này nó sẽ luôn luôn thay đổi. Với cái dòng Sun 1000 này thì cái độ bám tải nó cực nhạy, nó chênh tới 0,5W nhé. Nó không như là bám tải của ThinkPower và LookPower. Cái bám tải này là công suất nhỏ, nên là cái độ nhạy và độ chỉnh của nó là cực nhanh. Cái phần nhỏ nhỏ dưới đây là cái công suất điện đang mua. Đây là đang bám tải và bám tải tối đa là 1000W nhé. 1000W thì mọi người, ví dụ như là mọi người cứ khoảng đây nó cứ thiêu thiêu như này thì chạy cả một đêm. Với một cái bình lithium 48V Nasada 48V 50Ah thì nó sẽ tích được 2,5 số điện. 2,5 số điện thì chúng ta sẽ cho nó xả khoảng 2,5 số đi. Số gọi là xả kiệt là xả 2,5 kW. 2,5 kW mà nó chạy với công suất khoảng tầm 400W thì chúng ta sẽ được khoảng 6 tiếng. 6 tiếng nó sẽ hết cái bình đấy. Thì nếu như mà sử dụng cái con Sun 1000 này thì nó sẽ hợp lý với những cái hệ ắc quy nhỏ. Nó sẽ bù điện cho mọi người. Mọi người có thể khống chế được dòng bù tối đa là 500W nhé, hoặc là tối đa là 600W, tối đa 800W. Đấy, còn bình thường là nó sẽ là 950W. Cái CT, quay về cái việc CT kẹp đúng kẹp sai nhé. Ví dụ em kẹp ngược CT này thì biểu hiện gì xảy ra, máy nó không chạy đâu. Đây là kẹp ngược nhá. Đấy. Kẹp ngược thì ở trên cái chỗ này nó sẽ lên dấu âm nhá. Khi nó lên dấu trừ thì là cái máy nó sẽ nghỉ, nó không chạy. Đấy. Kẹp đúng thì nó sẽ không có dấu trừ đằng trước. Đấy, nó có dấu trừ đằng trước như này là CT kẹp sai. Mọi người phải đảo chiều CT thì máy bắt đầu mới hòa lưới bám tải. Đấy, còn nếu kẹp sai là nó không chạy nha. Đấy, bắt đầu khi mọi người kẹp đúng một phát là nó sẽ tự ra luôn. Công suất nó sẽ ra. Và cái công suất nhỏ nhỏ ở đây này là chính là cái điện nó mua vào. Đấy, nó đang mua vào là 6W. Tức là nó đo điện nhà mình đang sử dụng là 372W và nó mới mua từ điện lưới vào 6W. Nó là như vậy. Về phần cài đặt nhé, thì mọi người cài đặt như sau. Mọi người ấn nút ngôi nhà một lần này, bấm đi lên một lần này, vào cái hình cái bánh xe này, ấn nút bánh xe này. Đấy. Ở cái phần limit mode này, mọi người sẽ tích vào chữ in này. Đấy. Phần LCD, đây là cái LCD on way, tức là màn hình luôn luôn sáng, là tích vào đây. Còn nếu không muốn nó sáng thì tắt nó đi. Đấy, còn các cái phần dưới này mọi người bỏ qua nhé. Còn nếu mà mọi người muốn sử dụng bám tải theo công suất thì mọi người sẽ bấm vào đây. Đấy, còn nếu mà tắt hết các cái này đi thì mặc định nó sẽ là luôn luôn đẩy lưới ở cái công suất là full. Nó phụ thuộc vào công suất tấm pin, tức là vào bao nhiêu đẩy lưới bấy nhiêu, tức là nó không bị hạn chế, tức là luôn luôn bán điện. Đấy, còn ví dụ chạy CT bám tải thì mọi người tích vào chữ limit này, limit mode này, và tích vào cái dòng chữ in này. Đấy, thì là nó sẽ bám tải theo điện nhà. Đấy. Còn không muốn nó bám tải, muốn nó đẩy lưới 100% thì tắt cái này đi. Thì nó sẽ đẩy lưới 100%. Đây ví dụ nhá, em tắt nó đi này. Đầu tiên này. Đây, máy nó đang bám tải đây nhá. Đấy. Nhà dùng nhiều lên nhiều, nhà dùng ít lên ít nhá. Bây giờ để tăng tải nhà lên một chút để vào bật thêm cái điều hòa cho nó tăng tải lên nhá. Đây khi em tăng tải nhà lên rồi thì máy đang bám tải đây. Công suất bám tải là 954W này. Nhà đang kéo lưới là 100W này, 111W này. Đây là đang điện đang bám tải ra. Con máy này là công suất bám tải là tối đa là 1000W nhé. Nhưng mà nó sẽ được cài đặt ở cái mức là 950. Hiện tại là 954,1. Và còn thiếu điện thì nó đang mua 90W từ điện lưới vào. Đây. Mọi người có thể quan sát đồng hồ. Đồng hồ nhà dùng là 1,05kW này. Đang mua điện là 76W này. Ở đây là do nhà em chạy thêm một cái gì nhỉ? Cái biến áp cách ly nên nó suy hao. Cái phần đo em đo sau. Và phần bám tải thì em lại kẹp vào cái phần trước. Đấy, nên thành ra là cái số này nó sẽ lệch một chút so với cả cái máy trên báo trên đây. Máy báo trên đây 90 nhưng mà trên kia nó có 65 thôi. Nó lệch mất 25W, là nó bị suy hao qua cái con ổn áp chống giật, con cách ly chống giật, con biến thế cách ly.
là bị suy hao mất 25W. Đấy. Ví dụ như là mình tắt bớt tải đi, mình tăng tải lên chẳng hạn. Đấy. Tăng tải thì nó tăng lên. Bây giờ tắt bớt tải đi thì nó lại giảm xuống. Để tắt tải đi nhá. Rồi, sau khi tắt tải đi rồi. Sau khi tắt tải đi, tải hiện tại nhà đang là 450W. Đây. Tắt bớt bóng điện đi thì nó còn hơn 300W. Với những bác nào mà chi phí đầu tư ban đầu thấp mà cần năng lượng mặt trời hiệu quả thì đầu tư con Sun này với cái sạc thần thánh với một vài cái ắc quy là ok, là chúng ta sẽ giảm được điện nhà một cách thiết thực nhất, không cần tới những cái hệ to tốn kém. Đó là về cái con này nhé. Bây giờ em sẽ bật cái chế độ là cho nó đẩy lưới full tải luôn, tức là không cần bám tải nữa, cho nó đẩy thoải mái đi. Bấm menu này, đi lên một lần vào cái bánh xe này. Bấm enter này, tắt cái limit đi. Đấy. Xong rồi lưu nó lại là xong. Rồi. Máy bắt đầu là chờ một chút nó sẽ đẩy lưới. À quên, phải tích tích cái phần dưới đấy nhá. Nếu mà tắt bám tải đi là nó không bám tải đâu. À đây rồi, bắt đầu một lúc nó mới chạy. Lúc này là máy sẽ đẩy full công suất nhá. Tức là điện mà ví dụ tấm pin mặt trời có bao nhiêu lắp vào là nó cứ đẩy ra bấy nhiêu, hoặc là có từ ắc quy này nó cứ rút hết công suất. Nó sẽ rút luôn luôn, rút 950W đẩy lên lưới để bán điện luôn. Đây. Ví dụ nhà đang dùng là 366W và nó đang bán điện là 600W này. Bán điện 600W đấy là cho đẩy full. Nếu như mà chúng ta có một cái dàn ắc quy khủng thì sẽ bật cái chế độ này cho đẩy full luôn bán điện. Đấy, còn khi bám tải thì lại tích vào đây. Nên một lần. Đấy, tích vào limit này, không tích cái... Rồi, tích cái dòng dưới, ông lưu nó lại. Đấy, thì nó sẽ chạy bám tải. À, thời gian là khoảng tầm 15 giây nhá. 15 giây thì bắt đầu là nó sau khi cài đặt xong thì bắt đầu nó mới nhận tín hiệu nhá. Đấy, bắt đầu bám tải rồi đây. Cứ dùng bao nhiêu nó ra bấy nhiêu. Và công suất bám tải là tối đa là 950W. Mọi người có thể không chế là công suất tối đa bám tải tối đa là nó phụ thuộc hệ ắc quy. Ví dụ mọi người chạy cái bình ắc quy nhỏ 24V chẳng hạn, thì chúng ta có thể khống chế công suất bám tải tối đa là 300W chẳng hạn. Đây, ví dụ muốn cài công suất tối đa 300W thì mọi người vào cái này. Đây. Mọi người sẽ rằng xuống cái dưới cùng này nhá, bat và solar limited power mode này, bấm new vào công suất tối đa bao nhiêu watt thì chúng ta bấm vào đây, đây watt đây. Đấy. Chúng ta ví dụ em cho ở đây là tối đa là 300W đi thì điều chỉnh cái con số này nó về 300 nhá. Thì là nó sẽ luôn luôn bám tải và đẩy ra là tối đa là 300W, bởi vì cái bình ắc quy chúng ta nhỏ, ta không muốn đẩy như dòng cao thì nó sẽ hại ắc quy ấy. Thì chúng ta sẽ cho đẩy nó 300W chẳng hạn. Đấy. 305 mà 04 rồi. Rồi ok. Rồi, đây nhá. Bát này. Rồi, new nó lại. Đấy, mọi người thấy chưa? Đây là bát này. Battery, bát là viết tắt của chữ ắc quy battery này. Hoặc solar limited power mode, tức là bám tải và khống chế công suất đầu ra. Đây, cái watt đây, cái phần watt này là tối đa là 300W này. Rồi, sau đó là mọi người new nó lại. Rồi, thì lúc này là cái công suất đầu ra tối đa nó sẽ là 300W. Đây, đang mua điện là 378W này. Chờ nó khoảng 15 giây thì bắt đầu là cái này nó sẽ có hiệu lực. Chờ nó một chút xíu. Đây, sau khi cài đặt thì công suất bám tải tối đa là 300W này. Ví dụ như là mình dùng nhiều nó sẽ ra nhiều, dùng ít nó sẽ ra ít. Đấy. Nhưng mà ra tối đa là 300W, vì ở đây đặt là 300 thì nó sẽ tối đa nó sẽ là 300. Đấy. Điện áp ắc quy đang là 50,9, điện áp lưới là 237
đang mua điện là 76W. Đang mua điện là 76W và công suất bán tải đang tối đa là 300W. Đây. Bạn lại phần cài đặt nhé. Đây mọi người để ý này. Chế độ limit mode này. Chọn in để nó đo điện đầu vào này. Đấy. Phần LCD backlit always, tức là màn hình LCD luôn sáng thì tích vào đây. Cái phần bat of solar power mode này, tức là bám tải theo công suất quy định. Cái phần trên là công suất này là 300W là phần dưới này, còn 350 nhân 0,1V là điện áp DC đầu vào nhé. Ví dụ đặt 350 nhân 0,1 là 35V. Và report voltage là 350 nhân 0,1 là 35V, nó sẽ khởi động lại. Đấy. Tức là khi điện áp đạt đến ngưỡng 35V hoặc là thấp xuống ngưỡng 35V thì bắt đầu là máy sẽ khởi động và nó bắt đầu nó khởi động và nó sẽ hòa lưới đấy. Đây ví dụ như là mọi người ở cái ví dụ mọi người muốn hòa lưới ở cái ắc quy nhá. Ví dụ muốn ắc quy nó ngắt chẳng hạn, là đến cái mức nào đấy nó ngắt thì mình sẽ điều chỉnh ở đây. Đây, điều chỉnh ở cái mức 350 này này. Đây, ví dụ như là hệ đấy, ấn enter vào đây. Phía trên là điện áp DC, là điện áp của ắc quy nhá. Điện áp của ắc quy là 350 nhân 0,1 là 35V này. Ví dụ như là mọi người muốn cho nó là ví dụ hệ 24V mà muốn đến ắc quy nó sụt xuống còn 21V nó ngắt thì chỗ này sẽ điều khiển là 210 nhá. À nó là điều khiển 220. 220 là 22V mà con này nó là 22 thì khi điện áp ắc quy tụt xuống 22V thì nó sẽ dừng lại. Còn nếu muốn ắc quy muốn ngắt ở hệ ở 23.5 thì ở đây chúng ta sẽ điền sẽ chọn 23.5. 235, 235 nhân với 0,1 mà thì nó sẽ là 23,5. Khi điện áp ắc quy nó tụt xuống 23,5 thì cái máy nó sẽ dừng. Đấy, máy nó sẽ dừng và không không gì nhỉ? Nó không bán điện nữa. À nó không bán tải nữa. À, cái phần còn lại để cho ắc quy nó không bị cạn quá là nó bảo vệ ắc quy. Thì điện áp tối thiểu ngắt là 22V. Đấy và điện áp tối đa là 60V. Ở cái mục này chúng ta sẽ điều chỉnh được là từ 220 đến 600. Đấy, nhân với 0,1, tức là 220 tức là nhân với 0,1 nó ra 22, tức là điện áp của ắc quy sụt xuống 22V là máy sẽ dừng hoạt động. Đấy. Đấy. Thế nên để cho mọi người căn chỉnh làm sao mà cho nó phù hợp với cái hệ ắc quy của mình. Ví dụ mọi người sử dụng bình lithium chẳng hạn, bình lithium thì điện áp của nó là khi cái bình 24V 8m ấy, khi mà nó thấp xuống là điện áp ngắt nó khoảng tầm 24V chẳng hạn. Chúng ta muốn nó dừng lại 24V thì chúng ta chỗ này sẽ tích là 240. Thì đến cái mức 240 nó sẽ ngắt. Còn cái phần 300 này là công suất bám tải. Đấy. Rồi ok. New nó lại nhé. Khi mà nhiệt độ của nó lên tới 55 độ C nhé. Nhiệt độ của tấm nhôm lên 55 độ C thì cái quạt này sẽ thổi. Khi mà nó nguội rồi, nó nguội rồi dưới 55 độ C thì quạt nó sẽ lại dừng lại. Đấy. Hoặc là khi chúng ta sử dụng tải cao thì bắt đầu là quạt nó cũng chạy. Còn đây là đang công suất đang hòa là tối đa là 300W. Rồi. Cái video này hơi dài, mọi người thông cảm một chút. Rồi, hôm nay em đã giới thiệu tới mọi người về cách cài đặt rồi là đấu nối rồi điều chỉnh cân chỉnh cho cái con biến tần hòa lưới Sun 1000. Đấy. Thì các bác có nhu cầu mua thì liên hệ Sula Nghiên. Số điện thoại là 0987006938. Đấy, hoặc mọi người có nhu cầu sửa chữa các cái biến tần nhỏ này, bên em vẫn nhận sửa bình thường nhé. Số điện thoại để liên hệ là 0987006938. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Em xin phép mà kết thúc video tại đây.